Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. MC nổi tiếng hải ngoại Nguyễn Ngọc Ngạn vừa phải vào viện cấp cứu vì bị đứt mạch máu được biết Năm nay bác đã 73 tuổi và phải thường xuyên thở bằng oxy sau những giờ làm việc liên tục khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân của mình về bệnh tình của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Theo như những gì cô viết và hình ảnh đăng tải lên, bác Ngạn sức khỏe vẫn còn rất yếu và thường xuyên phải nhờ đến sự trợ giúp của bình oxy để có thể hô hấp bình thường được. MC Kỳ Duyên lo lắng viết: "Có lẽ những ngày vừa qua áp lực công việc quá lớn khiến cho anh ngạn phải stress dẫn đến tình trạng máu lên tới tới 240. Đột nhiên, hôm qua mờ, á, u mũi chảy tuôn ra như suối ướt hết áo anh. Bác sĩ bảo đó là đứt mạch máu nhưng may thay đó là mạch máu ở mũi chứ không phải ở não. Rất may, khi đến bệnh viện, bác sĩ đã kịp thời cầm máu cho anh để đảm bảo an toàn cho anh bác sĩ Michael Đào đã luôn luôn ở phía sau sân khấu, hỗ trợ về mặt sức khỏe cho anh. Bất cứ khi nào anh có vấn đề, thuốc men, dụng cụ y khoa cần thiết luôn sẵn sàng kề bên khi tình huống xấu xảy ra. Rất cảm ơn bác sĩ Michael Đào đã quá tận tâm chăm sóc. Tình trạng sức khỏe của bác hiện tại không được tốt cho lắm đặc biệt là khi phải làm những công việc kéo dài vài tiếng đồng hồ liên tục. Mỗi chương trình Bác Ngạn thường phải dẫn chương trình tới 4 tiếng đồng hồ. Sau mỗi lần như vậy, bác dường như bị kiệt sức hoàn toàn và phải thở bằng oxy. MC kỳ duyên cho biết, đối với người trẻ và có nhiều sức khỏe như cô, làm một chương trình những 4 tiếng đồng hồ, bản thân cô cũng thấy kiệt sức chứ không nói đến bác Ngạn tuổi đã cao. Cô chia sẻ thêm, khổ nỗi hôm nay lại làm hai suất liên tiếp, mỗi suất hơn 4 tiếng ca sĩ hát một bài nghĩ nguyên buổi mc sau mỗi bài phải ra qua lời chia sẻ của mc nguyễn cao kỳ duyên rất nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng của mình trước tình trạng sức khỏe của bác và mong bác mau khỏe lại mc nguyễn ngọc ngạn được biết đến là một trong những nhà văn và mc nổi tiếng nhất hải ngoại Hình ảnh ông giáo làng đứng trên sân khấu Paris Binai cùng với MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong suốt hơn 20 năm qua đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Chia sẻ của John Nguyễn Đình Vương khiến dư luận sửng sốt. Nhiều người lập tức gửi lời hỏi thăm, xác nhận thông tin mà con trai MC Nguyễn Ngọc Ngạn chia sẻ. Dạng sáng 7 tháng 8 theo giờ Việt Nam, tài khoản Facebook John Dinh Vương Nguyễn con trai MC Nguyễn Ngọc Ngạn bất ngờ chia sẻ thông tin danh ca anh khoa nhiễm COVID-19. Trên trang cá nhân, anh viết, tin vừa mới nhận là chú đã bị nhiễm bệnh cách đây một tháng rồi. Hiện tại chú được cho về nhà nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Con vợ và con gái của chú đang ở Hungary, nên chú phải một mình tự lo cho mình tại Mỹ. Nói thêm về tình hình sức khỏe của danh ca anh Khoa, con trai MC Nguyễn Ngọc Ngạn cho biết, Hồi tháng 12 vừa qua là lúc sức khỏe của ông yếu nhất, trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh. Dù vậy, danh ca Anh Khoa vẫn giấu không dám cho mọi người biết vì đã có quá nhiều nghệ sĩ ra đi trong thời điểm đó. Ông sợ mọi người sẽ quá lo lắng cho mình. Một năm qua dịch bệnh hoành hành khiến cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng, danh ca Anh Khoa cũng không phải ngoại lệ. Ông không thể chạy sâu, lại phải chống chọi với bệnh tật nên kinh tế rất khó khăn. Biết được điều này, con trai em xin Nguyễn Ngọc Ngạn kêu gọi mọi người đóng góp để cầu nguyện cho nam danh ca. Biết tin, nhiều người nổi tiếng vô cùng bàng hoàng, lo lắng. Ca sĩ Quang Dũng, diễn viên hài hoài tâm cùng nhiều đồng nghiệp đều để lại lời cầu nguyện mong danh ca anh Khoa sẽ mau bình phục. Danh ca anh Khoa thì chia sẻ với báo chí, lúc nghe tin bị nhiễm COVID-19 tôi nghĩ mình sẽ cộng hòa. Đết. bệnh viện cô lập các bệnh nhân không cho ai tiếp xúc. Vợ và con tôi lại không bên cạnh vì đang ở Hungary. Tôi buồn, cô đơn và lo sợ sẽ bị bỏ rơi vì chưa có quốc tịch Mỹ. Danh ca Anh Khoa là từng là gương mặt nổi đình nổi đám ở thập niên 1970. Ông phủ sóng ở các vũ trường lớn tại Sài Gòn khi đó, được rất nhiều khán giả mến mộ. Sau này, anh Khoa lấy vợ người Hungary và chuyển sang Mỹ định cư. Tại xứ người, ông vẫn tích cực biểu diễn cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Cách đây 5 năm, danh ca Anh Khoa từng về Việt Nam tổ chức live show Son Vàng những lời yêu thương kết hợp cùng nhạc sĩ Đức Huy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.